Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Cuộc Sống ở Úc. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tới trung tâm thành phố Sydney, nơi có rất là nhiều chỗ vui chơi. Và đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu đi xe lửa từ khu người Việt của mình cho tới lên tới thành phố Sydney nha mấy không bạn. Được. Để đi xe lửa được thì mọi người phải mua một cái ô bồ cạc giống như bà Bình đang bấm được mấy bạn. No balance nữa hả? Mình phải nạp tiền vô đó và bắt đầu tháp trước khi đi. Mình tháp vô cái máy này và sau khi đi mình tháp off một lần nữa là xong, nó sẽ tính tiền với bạn một chuyến đi xe lửa khoảng 4-5 đồng nha mấy bạn. Từ khu người Việt của mình mà lên tới thành phố Sydney thì mất khoảng tầm 50 phút cho mấy bạn. 50 phút đi xe lửa, đó là tại xe thì cũng khoảng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ từ khu người Việt mình lên tới thành phố. Và để có thể biết được mình đang đi đâu thì mình nên nhìn theo cái chuyến xe lửa này nói bạn. Đó, cái bảng chỉ dẫn là mình sẽ dừng ở những trạm nào và cái destination là nơi mình muốn tới mấy bạn. Để bằng keo xe lửa tới. Xe lửa tới kìa. Xe lửa tới rồi nha. Và hôm nay mình sẽ bắt xe lửa này đi lên tới Central Station nha, là cái trung tâm ga xe lửa lớn nhất ở Sydney nha. Bé nó bị lên đó. Bé nó bị lên đó. Cảm ơn anh. Tụi mình ngồi ở cái khu hàng ghế ưu tiên cho những có con nít hay là những người bị tàn tật nha mấy bạn. Còn những người bình thường thì ngồi ở những cái khoang ở phía trên hoặc phía dưới của tàu đều được hết. Xe lửa đó đâu? Không. Trời ơi, trời ơi, đi xe lửa hả con? Trời ơi, đứng lên nó nhìn đường kìa. Ê, ê, được không? No. Không, cứ nói đi, nói nè. Sorry, the key pressed the wrong one. No, nothing. Lời cười bắn red đúng cái nút đỏ luôn. Để thì chứ lời ơi, lời đừng có bấm nữa. Ngộ lời gì nè, lời ơi gì nè, lời này mình cứ bấm nút thôi nhỉ. Lời ơi. Trước mặt các bạn là cái bản đồ thành phố của Sydney, các bạn bản đồ xe lửa. Rồi ngồi với con, ngồi với đứa đất ra ngoài bây giờ. Đẹp mà. Một tấm thì nhé, mất một tấm thì. Anh tập nhiều chấm. Đây không ngồi với mẹ hả? Ngồi với ba hả? Ờ, chung hình luôn. Ba nhìn em nè. Chú chú. Ngồi thẳng lên đây coi. Rồi đi đâu nó? Rồi đi ra mẹ đi. Rồi ơi. Đi bạn bạn đi. Trời ơi. Sao mấy mấy giữ rồi đi. Rồi đây ngồi đây. Ngồi lên xe ngồi. Ủa, ở đây có khoảng cái gì nữa.
Lời ơi. Đây là cái ô bột kẹt để đi xe lửa nè mấy bạn. Nó chỉ cần nạp tiền vô và giống như là kẹt điện thoại đó, mình đi mình tap on mình tap off thì nó tính tiền cho mình thôi mấy bạn. Cứ bỏ tiền vào và đi thôi, không phải lo lắng gì tới việc mua vé xe lửa nữa. Các bạn có thể nạp tiền bằng thẻ này vào bằng cách lên mạng, hoặc là có những cái chỗ chuyên môn nạp thẻ cho cái này, giống như là cái điện thoại đó mấy bạn. Và đây cũng là lần đầu tiên Chloe đi xe lửa cho mấy bạn, chứ thường mình đang là chở bằng xe ô tô không mà ít đi xe lửa lắm. Và hiện tại thì mình đã tới Central Station rồi nè, nhưng mà ở đây chỉ là một cái đường hầm để đi ra ngoài thôi mấy bạn, chứ chưa có ra khỏi cổng. Khi bạn tap vào cái thẻ vào cái cửa thì cái cửa sẽ tự động mở ra, và lúc đó thẻ của bạn sẽ bị trừ tiền nha mấy bạn. Đó, theo mình đi nè, tap nó vô cái cửa tự mở ra và trừ tiền, mà nó bảo mình biết là còn bao nhiêu tiền trong thẻ. À, nó 3.6 rồi mà. Ờ, mất 2.5 hả? 2.5 đi cạnh đây. Nó để rồi, khoanh cái này. Rồi. Chụp phía trước không? Bên phía trước không? Chụp phía trước không? Để đi chăn hơn ngoài lại. Hôm nay là cuối tuần nhưng vì dịch Covid vẫn còn nên cũng ít người mấy bạn. Trung tâm thành phố mà vẫn tanh này, cái chỗ này là những cái chỗ mà người ta hay những sinh viên đi học hay là những thể đi qua rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay cuối tuần thì không có đông như mọi khi tại vì là dịch bệnh. Nếu muốn trà sữa nha mấy bạn, một ly trà sữa đây khoảng 7 đồng. Tính ra thì giá cũng bằng giá trà sữa ở Việt Nam đó mấy bạn. Trên cao kèo nữa. Hình ở trên cao kèo. Rồi. Trên dài, trên ấp. Nó quái này. Mấy làm tới nhà nè mẹ. Chả có ai đóng cửa hết luôn rồi. Hồi xưa đâu có nổi nào đâu, hồi xưa nào cũng là cái đóng đâu mở cửa bán rồi hết mà. Hay là cuối tuần người ta nghỉ không ta? Cái tài men, cái thuốc. Mà cái đây bán mắc cái cách tràm mình nữa không? Phải không thả em? Cái công việc này rất là nhàn hạ là vì có một mình làm mà có rất là ít khách. Được trả lương cũng khoảng mười mấy đến 20 đồng một giờ nên rất là phù hợp cho các bạn sinh viên học sinh đi làm thêm để kiếm tiền thu nhập để trang trải tiền học phí và hành tiền sinh hoạt ở Sydney nha mấy mẹ. Cho nó uống với nè, tí mày cho uống. Đi mày nó đẹp lên đi, đi từ từ đi. Đi thẳng thôi kìa, đó chỗ người đi quá trời đi á.
vì dịch bệnh nên đường xá vắng tanh, không có một bóng người, những tòa nhà cao ngút ngút nhưng mà không thấy người đâu hết nha mấy bạn. Bây giờ thì tụi mình đang đi tới Market City. Đó là một khu chợ rất là nổi tiếng của người chủ yếu thấy người Trung Quốc đó là nhiều. Tại vì khu này cũng gần là gần rất là gần khu Chinatown. Rất là nhiều người Trung Quốc buôn bán, có một cái khu chợ là Paddy Market. Giống như là chợ Bến Thành đó của mình vậy mấy bạn. Ủa đúng cái xe lửa đó không trời. Market City. Và đây là xe điện để các bạn có thể di chuyển ở trung tâm thành phố, các bạn có thể di chuyển bằng xe điện nha mấy bạn. Cũng có những cái trạm xe điện đối diện nè, mình cũng thể cũng xài Oppo card và lên tap on và tap off là đi được thôi. Xe này cũng rất là êm, chạy cũng giống như xe lửa vậy đó, nhưng mà chỉ là nhỏ hơn và di chuyển trong trung tâm thành phố thôi nha mấy bạn. Tụi mình đang tiến vào Paddy Market ở trong Market City, là cái khu chợ rất là nổi tiếng chuyên môn bán những cái đồ Trung Quốc đó mấy bạn, giống như là chợ Bến Thành của mình vậy. Ở đây có bán đầy đủ cái những cái đồ lưu niệm khi bạn tới Úc để mua về làm quà cho nước của mình, hoặc là điện thoại, bỏ điện thoại, kính mát, quần áo, nhái các kiểu, đầy đủ hết nha. Đang dẹp rồi. Mấy nói lại đi rồi. Uống trà sữa hả con? Cậu trà sữa uống tỉnh mơ. Ok mẹ. Tiếp theo của mình đến tới Chinatown. Đây là cái cổng để vào khu vực của Chinatown. Chỗ này thì nhộn nhịp hơn là cái khu ở Central. Đúng rồi, bé xíu à. Trời, anh nhớ mà. Các bạn bé xíu xíu à, bỏ trong hộp thôi, còn đây nữa. Để đi anh. Cho mình ghé vào một cái bánh, tiệm bánh rất là nổi tiếng của người Trung Quốc nha các bạn. Nó có bán một cái bánh như là bánh có bánh hoàn lạc hoàn toàn bằng máy mà kiểu máy thô sơ, máy tự chạy rất là tự động. Để cho thổi đi vậy. Có tiền cắt cũng được, mới tiền lẻ. Họ nhóc đó hết thẻ đó hết ấy thôi mà. Rồi cái tiệm bánh nó bên cạnh luôn nè. Ăn gì nữa? $40 một cái, $5 15 cái.
Đi bắn mà. Mãi thì cuối tuần nó mới ấy mà. Thứ bảy xin đầy. Em lại coi một bài gì. Bản này có kem ở trong anh rất là ngon các bạn, rất là nóng, hổi cảnh như một cái là cái nhân kem nó chảy ra này. Nếu không cẩn thận là chín. Và hỏng một với các bạn, 5 đồng 15 cái bánh nhỏ xíu vậy đó. Đi rồi hết, hết, hết trứng, hết sữa rồi. Thank you. Thoải mái đi má. Thoải mái đi. Đi sần heo à. Rồi bắt đầu ăn đi bay nè má. Mà thấy các bạn ở trên đầu đóng mẹ cửa rồi hay sao á. Ủa nói gì hả anh. Anh em cho ta. Ở trên đây nè. Bánh food court này nè. Chứ anh vợ hả. Chắc hồi là hồi trưa chứ đó, chưa quên em. Thấy hồi trưa chưa quên em rồi. Mình sẽ đi ánh với anh Đạt và mấy thằng tàu á, mấy thằng tàu học trò học trên đây nè. Nó gắt rồi anh á. Ở đâu? Tôi trường học. Ủa hồi nhớ hồi xưa có gì morning lottery khóa vô mà đúng không? Đâu rồi? Đây hả? Nhỏ nhỏ đúng không? Ủa nó còn ghi morning lottery đâu? Đổi chủ rồi đó. Thôi vẫn còn mày morning lottery đó thấy không? Mày thay vô được đâu, vô xuống được đâu. Để mẹ. Chứ bà bầu nè, cho mấy anh cái bên chiên, chụp thẳng. Không cách nào. Emil. Cái Emil là gì không? Đấy, à, cho anh quay bên trong. Quay xong rồi, trời ơi. À, bây giờ tụi mình ghé vô Miss Face cho anh chị mấy bạn. Rồi trời nóng à. Đây có những cái cục chân châu và những cái cục taro bô. Taro thì phai môn đó bạn, những cái thạch, thạch các kiểu rất là ngon và nổi tiếng, anh rất là đông nữa này. Hot chè. Người anh ngon lành. Sữa mua thêm. Để dưới cái đây mới cầm cho. Rồi hết nắng chưa? Cái gì? Ừ chứ nè. Bây giờ tụi mình sẽ đi bộ qua Darling Harbour là một cái nơi rất là đẹp và được trang trí hay là được đầu tư để tiếp đón khách du lịch tới đây chơi hay là ngắm cảnh hay là ra cái cảng gọi là Darling Harbour nha các bạn, cảng cảng cục cưng. Đi ra gọi là cảng cục cưng nha mấy bạn. Ở chỗ này không khí tấp nập hơn, người ta có thể ra ngoài trời thư giãn, nhìn trời, uống bia hay là tâm sự nói chuyện với bạn bè ở ngoài trời.
kia kìa. Tổ mình đám đến chơi á, rồi chơi được cái kia. Hình như lên. Thì ấy mấy cái kia. Phải không? Phải không? Phải rồi đó, không biết. Mà đâu chơi sao? Thì em coi quá chơi coi sao chơi chơi. Chứ không nó đẩy vô một cái thì té. Mà thử. Hỏi sao chứ. Đu con chim kìa rồi. Con chim không? Có một khu vui chơi cho trẻ em có thể xuống tắm với mấy bạn, tại vì trời nóng, hôm nay 30 mấy độ trời vô rất là nóng. À, mấy đứa con nít cũng khoái, rất là khoái giật nước, rồi có những cái chỗ chơi giật nước tắm cho mấy đứa con nít luôn, rất là tiền, hoàn toàn miễn phí, không tốn đồng nào hết. Qua wow, ở giữa thì đang có một những cái người đang thổ phải cái kinh khí cầu lên để làm gì không biết nữa, nhưng mà rất là hay đó bạn, đang thổi đu 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 đu. Thank you.
nó làm sợ không? Đừng nhá. Mấy người chén rồi. Nếu cái chỗ mà nước ở đằng kia chỗ ở chân này tay tay lên tay hơn các bạn đắp lên mặt nó chứ rửa mặt đó. Hey, hey. Tại đồ nặng tất nhiên nước lạnh rồi chứ bà khóa cho bà cười. Bây giờ thì mình đi bộ tới được cái cảng cục cưng nha mấy bạn. Đã liên hai bờ, nó xung quanh là những tòa nhà cao tầng và rất là nhiều người ngồi ngắm cảnh biển. Ở xung quanh có nhiều cái rất là nổi tiếng như là hát rock cà phê hay là những cái pub để uống bia, ra ngoài chơi nghe nhạc sập sình. Ở kia còn có là cinema ngoài trời mấy bạn. Bạn có thể nằm bên những cái bè nổi mà người ta để giường cho bạn này. Tối người ta sẽ bật phim lên màn hình màu trắng cái này, thấy không? Nó chui ra ngoài rồi má ơi, em sợ lắm á.
tổ chim hả? Tòa nhà tổ chim. Như cái tổ chim. Cái gì kiểu không? Lên mây là gì? Dòng sông con long quăng hả? Bên cạnh. Ok, anime. Em hơn ngại thì có hơi ngại, vừa ngại vừa run. Buổi tối lên liền không cách nào để làm tắt màn hình đi, mình cầm mình quay nào không biết hả? Không có được. Bây giờ tiếp tục quay như thế này thì mình không biết quay, mình cứ để mình quay hơn. Như chi nhỉ? Ủa lên đèn kìa. À, lên đèn hả? Buổi tối mấy cái đường chưa đi cái mặt đây có cái cây á. Mình đi bộ tới đó phê hết. Thôi thôi, tối mình biết là lần sau đó, giờ đến Christmas còn lần mà. Mình còn lâu. Tới rồi. Christmas tới xét tiếp hả? Đường nó được chặn ra em ta. Được chứ hả? Đây là cái đường mà. Buses will be departing from Western Forecourt, exit 1, bays 2, 3. Tại bây giờ thì mình đang trên đường đi về với mẹ, luôn nghe xin chụp tay sẵn. Nhìn rất là bực bội, chém như là đang vô cái ga xe lửa của Harry Potter đi học giữa Hogwarts rồi đấy nè. Đúng là hay. Thấy đâu vậy má, thì xuống đây nè. Phải không? Mình là ti mày có cái bệnh kìa mẹ. Newcastle, Little, Bondi, Liverpool, Chatsworth, Bay, Bang Town. Bởi vậy không, mình đi cái là ti 5 á. Nhiều khi về chat phiêu rồi đổi á, bấm điện thoại lên má, trời ơi. Xong một chuyến đi dài thì nó cần về tới nhà nữa bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho channel của mình nha. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Ok, xong.